Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với nhà cú, mình là Bảy Bình Bông. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng đến một cái hành trình ở bên cái chỗ Vanarara xưa. Cái chỗ này là cái khu mà chúng ta phải mở map cuối cùng thì các bạn mới vào được. Trong này thì nó sẽ có, các bạn sẽ thấy trên map của chúng ta, nó sẽ có những cái con pháp sư vực sâu hỏa. Và yêu cầu các bạn là trước khi đi các bạn nên đi cái team hệ nước nhá. Cầm thật nhiều nước vào, càng nhiều nước càng tốt. Tốt nhất là nước lôi phải linh láng đấy, kiểu kiểu đấy. Cái vị trí đầu tiên thì các bạn sẽ đến đánh cái con pháp sư này ở ngay đằng sau cái trụ thất thiên thần tượng của các bạn thôi. Các bạn sẽ đánh con này xong. Cái đoạn này tôi sẽ không cắt đi mà các bạn, tôi cho các bạn xem là cách tôi đánh kiểu gì ấy. Thì các bạn chỉ cần clear được đúng một con pháp sư vực sâu hỏa đấy là xong rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với cái địa điểm số 2. Nó ở bên rìa bên tay trái của cái bản đồ đấy các bạn. Sau khi mà làm cái nhiệm vụ này xong thì các bạn sẽ có một cái dương hiếm cũng như là một cái thành tựu. Cái tốc độ làm của các bạn thì nó khá là đơn giản, các bạn nhìn video ấy thì đâu đấy chúng ta mất khoảng 5 phút để có thể làm xong cái nhiệm vụ này thôi. Đây là một cái quest ẩn hoặc là gọi là một cái thành tựu ẩn nó đúng hơn đúng không? Cái số 3 thì các bạn trèo lên trên núi này, trèo lên một đoạn nữa. Ok, chúng ta đã đến với cả cái số 3. Cái số 4 thì các bạn sẽ đi xuống phía bên dưới, tức là các bạn đi về phía bên tay phải của bản đồ ấy, có một gốc cây. Đó, từ gốc cây này thì các bạn sẽ lách lách một chút, leo leo lên trên này. Rồi, nó ngay gốc cây này. Số 5 thì từ gốc cây các bạn lại đi tiếp sang bên tay phải của bản đồ. Các bạn sẽ thấy ở bên dưới nó có một cái đồi núi bên kia kìa. Các bạn sẽ trèo lên trên cái núi bên trên đấy. Tất cả ở đây thì kể cả boss cuối của chúng ta cũng là hệ hỏa nhá. Đó là con học sĩ vực sâu hỏa. Vì vậy các bạn nhớ là mang theo nước, càng nhiều nước càng tốt. Rồi ok, chúng ta đến với cả cái số 5. Xong cái số 5 thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đi xuống cái số 6. Đó, nó dưới gốc cây này, ngay bên cạnh này. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái số 7. Cái số 7 là cái cuối cùng nhá. Các bạn clear xong cái số 7 này là các bạn sẽ đến với cả boss của chúng ta. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ thấy cái âm thanh kỳ lạ nó nói tiếp tục đó. Các bạn sẽ đến học sĩ vực sâu ngọn lửa. Rất là hay đúng không? Thực tế nó là học sĩ vực sâu lửa. Các bạn dịch chuyển lại cái điểm thất thiên thần tượng này. Ok, bây giờ là các bạn đằng sau quay và clear nó thôi. Nhớ mang hệ hỏa nha. Chúc tất cả các bạn thành công. Sau khi clear xong các bạn sẽ có một cái thành tựu. Và các bạn sẽ có luôn một cái dương hiếm ở ngay đằng đấy. Cái dương hiếm này thì các bạn cứ lấy đi, bảy tôi cũng sẽ cho luôn vào tổng cộng tất cả những cái dương hiếm ở cái map Sumeru này. Và video đấy sẽ lên vào ngày mai nha các bạn nhé. Chúc tất cả các bạn thành công và đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như một đăng ký kênh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.